phạm phải bắt tận tay, ai dám bật thì mách thầy cô. Mau trốn đi, sao đỏ sắt đen. Cả lớp sơ vin vào ngay, con hậu đang đi tuần tra. Mau vứt rác trong ngăn bàn, lấy rẻ lau, xóa bảng đề. Bàn ba giấy bốn bên trong, bạn nam kia đứng ra đây. Ăn mặc kiểu đối phó lớp mất hai điểm thi đua. Vứt rác ra trước hành lang, Chu Huyền Trang lớp thầy Khang. Cười áo kéo trên cặp quần, Nguyễn Ngọc Trâm quá là trừ 15 điểm. Nhật không quét không lau, học xong hết tiết ham chơi, không chịu gìn giữ trí thức. Cuối công, cuối tháng thi đua hạng C.